nhà căn cuối tổng cục an ninh, rất là đẹp, full nội thất quý vị nha, rất là đẹp, full nội thất luôn. Tại đây với diện tích 4 x 9.5 m cho một cái căn nhà giá rẻ chỉ có 2 tỷ 25, thì tọa lạc tại Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, gần ngã năm trường Quang Trung, phòng công chứng Cẩm Thủy, ủy ban quận đều gần các cái tiện ích này, đều có thể đi bộ. Chúng ta sẽ có một cái sở hữu được một cái căn nhà sổ hồng riêng tại Gò Vấp, giá chỉ có 2 tỷ 235, còn thôi bớt lọc cho khách mua nhanh. Có một cái phòng khách rộng, bởi vì bề ngang tới 4 x 9.5 m cho nên chủ rất là dễ bố trí, một trệt một lửng, hai phòng ngủ. Chúng ta sẽ có cái phòng khách, review lại cái phòng khách cho quý vị thấy, rất là đẹp. Ok, này full nội thất luôn, chủ tặng rèm che cửa sổ, cửa nhôm sofa xịn, kính cường lực, bộ salon xịn sò, tranh ảnh treo tường, quạt, kệ tivi. Và tại đây thì dưới trệt với bề dài 9.5 m, chủ sẽ trừa được một cái phòng ngủ ở bên dưới cửa nhôm, với tủ, bàn trang điểm và có nệm luôn, có nệm. Quý vị muốn nằm giường thì chỉ cần kê thêm cái giường nữa là ngon nghẽ. Và sau đây thì chúng ta sẽ có một cái khu bếp rộng cho một cái căn nhà, nhắc lại là sổ hồng riêng 4 x 9 quý vị nha. Khu bếp đặt được, chỗ này đặt được máy lạnh nè, máy giặt nè, đó, bếp ốp kính cường lực xanh, mặt bếp đá đen, tủ bếp màu trắng, và chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh cuối nhà rộng rãi, có cửa sổ sau để nhìn ra view sân bay. Giờ xin mời quý vị hãy lên trên lầu của ngôi nhà nha. Wow, cầu thang gỗ lại chắc chắn ngày xưa, không mối mọt, rất là chắc chắn. Và chúng ta sẽ tại chiếu nghỉ, chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ trước, một cái phòng ngủ trước. Cửa nhôm sofa full nội thất với hệ thống giường, có giường, ở trên là có giường, nệm, chăn, ra gối, tranh, tủ, rèm che cửa sổ luôn, và nhà có ban công luôn. Nhà rất là đẹp ha. Và chúng ta sẽ di chuyển về phía ban công, trong khi đó thì chúng ta sẽ ban công có thể làm khu giặt, phơi đồ, đồ thoải mái. Ban công nha, dạ, phơi đồ thoải mái. Chúng ta sẽ có cái phòng ngủ trước này, xịn sò. Như vậy là một trệt một lầu, hai phòng, một trệt một lửng, hai phòng ngủ, hai vệ sinh, và một trệt một lầu, hai phòng ngủ full nội thất, một vệ sinh dưới. Và chúng ta sẽ có thêm cái máy ở phía sau này, và nhà nào cũng làm rồi nhưng mà nhà mình không làm, ngắm được sân bay nè, máy tô để ngắm được sân bay quý vị nha. Đây, view ngắm sân bay của nhà chúng ta, hai bên đều làm cao rồi, và về thì mình thích mình làm lên thôi. Đó, rất ok, ok, phía trước vẫn rất là đẹp. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 quý vị nha. Thân ái chào tạm biệt.